Nam mô A Di Đà Phật. Phán lòng chữ già chớ hoài lo, ngọc ẩn nón cung tở lửa lo, cháu lạc đường dễ dường qua ngõ khỉ, dòng chiều chích cảnh nguyệt coi gà tiên ngõ sự sáng hồn, hò sáng sự xế bỏ thôn hương, liễu công sẽ nghe đã tận chích chiêu dòng khỉ ngó qua vườn, quỷ ma hay phá rối người tu đạo đức chữ nhu ráng chi hành, chớ bỏ lời thề nơi Phật căn, chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh. Đêm thanh vắng tiếng đờn khoan nhạc, nghe cho tường giọng Bắc Hòa Nam. Thích Ca còn phê tước hàm đài cao, cửa rộng mà ham tu hành, hiền đệ cháu hình dốc nhiệm sâu. Thiên ý không riêng môi đào màu, dặn truyền yêu ly nhiệm cao sâu.
chuyển miền Nam địa càng thâm diệu. Lọc lẽ tà tâm mê sự đứng đầu, nguồn nhi bạch thủy trong gieo thấy vàng lẻ nhiễm màu chưa hạn trò ôi. Đêm ngày buồn bã vô hồi, kìa trên tiên cảnh vì ngôi sẵn dành. Đạo trải khắp năm canh tỏa ơi bút dài tận tường chẳng chút nào sai. Cổ nhân tích để phân bài đường chân nẻo chánh đâu ai ráng tâm. Thuyền bát nhà chỉ tâm trực thăng thả ra khơi cứu dần khách trần. Phù sanh lắm cuộc lao thân, ngày đêm tà tháng muôn phần đớn đau. Trong đời người tài cao đức trọng hầu rõ thông thiên vọng lẽ nào. Chỉ tâm như tường làm thấp cao dạy cho rõ biết thiên tàu nơi đâu. Ngồi nghĩ càng thêm sầu cho thế, bởi ít ai cải chế đường tàn. Sợ nhiễm trược rõ sang, sợ cho lắm kẻ chẳng hòa lụy tu. Sợ nhiều kẻ giả buồn đối chí, quên những câu chánh kỳ quá nhân. Mạng lo tìm kiếm y tước hoàng, thất kỳ vọng tưởng lánh chân đường lành. Trong buổi khổ mau mau tránh khổ, ráng tầm vào đến chỗ an cư. Học câu hỷ xa đại từ, nếu gương nghĩa sĩ và tư chớ gần. Câu bát chánh ráng mài chạm già, tư một điều người khá hành y. Muốn thô thiên đình nhất kỳ, hạ quân sát lình khai kỳ long quang. Ráng dẹt phá sương mù trước mắt, chớ để cho quỷ giặc linh hồn. Lão đây dưng lệnh Phật tôn,
lành cân thưởng phạt chư môn giữ lành. Khá chi tâm học hành kinh sám thoát nơi miền hắc ám phong ba, trở chân cho kịp long hoa. Long hoa có mặt ấy là hiện nhân, đền nợ thế nghĩa ơn trọn vẹn. Lấy tinh thần hiệp viên ngút mây, chớ nên bắt bé Phật Thầy. Ngày sau phải chịu đói đài chớ than. Cuối năm thành sẽ loay dần chuyển xứ Hà Tiên linh hiện cơ quan. Nhân sanh sẽ hiệp một đàn, hết thành rồi lập nhân hoàng hội ra. Khuyên sanh chúng gần xa phân càng dựng nhân hoàng, cho rằng ai đông chúng sanh phải tưởng giống dòng. Hiệp tâm hiệp trí cột đồng nhà Nam. Phật chỉ dạy quy tâm lập hội dựng cho rồi, một cõi thành ba. Chớ mong yên thử ầm hà, mười ngàn năm lẻ cửa nhà đâu con. Ta nhắc lại hiệu giòn cho trẻ, cứ đau lưng đừng rẻ đừng chiên. Cái kêu lớn nhỏ hoài dìa, trên hòa dưới thuận chớ lìa chớ phân. Long qua hội ân cần lối lập, lập cho rồi tam thập lục nhân. Lối âm dục khởi tiên đờn, thất sơn giấy loạn là cơn hiểm nghèo. Nơi phía trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dốc dậy chân. Nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lấy lừng nạn tai. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lặng lời ngạo biếm khoe khoang. Đến nay là buổi tai nạn, tam thiên lục bái khắp mi tràn hại dân. Đến thân dẫu thánh thần náo động, thảm cho trần nhà trống ruộng quang. Tiếng than lụy ngọc nhỏ tràn, nạn tai dồn dập xóm làng còn chi. Khuyên sanh chúng ráng ghi mối đạo, lòng
hằng lo ngày thảo nghe con. Tương dưa giữ phần cho tròn, cưới liền thân dậu mất còn sẽ phân. Trong một giáp măng cần suy tính, muốn làm hiền ráng nhìn đừng than. Đến nay gần buổi khoa tràng, mình quần xuất thế khắp tràng thanh thơi. Đến thân dẫu cơ trời thấy lộ, hết đau binh quy cổ diệt kim. Gia vô bế hộ im liềm, lập thành mối đảo rõ điềm xưa kiên. Thì dân chúng danh bia hậu thế, Phật thánh tiên kiềm chế lập thành. Diệt tà lập chánh đành rành, ba màu nắm chặt nam thành sử phân. Trong tam giáo ân cần mở đạo, trường ngoại ban phục đạo như xưa. Phật tiên dẫn chuyện lọc lừa, chúng sanh ráng nhớ muối dưa hồi này. Trên cùng dưới sông dày một buổi, dựng 12 mai rủi mới hai. Làm cho rõ mặt râu mài, thượng nghi quân hồi phục là ngày an cư. Cuối thân dầu như thương cô, thời nhân sanh hết khổ đến mai. Để dương xuất thế là ngày, dẫu thân bình trị trong ngoài âu ca. Phân chỉ rành gần xa để dạy, chớ đạo điên phải đọa phải sang. Nghĩ suy cho thấu mới là một bầy hồng lạc nay đà thành thơi. Khuyên sanh chúng nhớ lời tái tỏ, trước cùng sao chỉ rõ mối đàn. Nhân sanh giữ phận chớ than, mình dưỡng xuất thế mới an dân lành. Gọi ơn trời đổ khỏi sai lầm, xin giúp chỉ bền chỉ dục tâm. Hộ mạng thần Quan Âm trợ lực, nguyện thân y nhiệm xưng công thần. Từ bi trời Phật độ quần sanh, cứu khỏi tai ương
vàng sự lành đệ tử gọi dùng ân đức cả chúng thân quyết chỉ dốc làm lành buồn giới mượn bút tay đề đã rời trần thế giữa kề tiên ban tay chèo miệng nói lang mang chúng sanh cách trở nghèo nàn hỡi ai lục châu ta dạo bằng nay thấy trong lê thứ quá dài gian nan động tình tá quốc an bang nước nhà vững đặt nam ni đàn hiền vinh bây giờ tay mượn kệ kinh khuyên ai mau kiếp sửa mình cho an bữa xưa giảng kệ một đang bởi vì tai mắt dời thoảng cảnh xa ngày nay tai cũng hôm nay gặm trong lê thứ hằng hà lụy rơi chừng nào mới đặng thành thôi qua năm tuất hời Phật trời định phân chim mô đà giữa cầu ngăn người xưa trở gót cho ai gần người nay người nay rồi vẹn tháo ngay thì là thấy tàn mặt mài người xưa nguyện cầu gắn chí sớm trưa cầu cho ba tánh sớm ưa tu hành đầu đuôi ta tỏ ngọn ngành mau mau trao trịa chữ lành cho xong đến chừng lập hội mới mong trở về chúa cũ mới hồng xê sang người hiền như thế có lan người hung chết rất chật đàn thảm thai cả kêu kìa hỏi là ai quán trường rời dứt nghi mặt nghi mài chuỗi lao lui chân ra khỏi cho mau tìm trong như lánh đục tàu đào mới ngoan theo ta đến chốn tiền bang đặng
cõi các nước hội hàng năm non. Đạo Phật vốn ngàn xưa rạng tỏ, nay lu mờ bị mò cùng chung. Thấy chúng sanh đắp Phật ban buông mà tội lỗi ngàn muôn lao ly, cho đó hiểu nhiều câu quyền bi, ráng nghĩ suy bền chi mới màu. Dẹp lời danh, dẹp hết mong sầu, đặng trở lại với cha cùng Chúa. Nếu chẳng lo cũng như lá úa, lá úa vàng rụng người ơi. Ngàn năm mới có một đời, tới chừng lập hội Phật trời sự phân. Ai muốn gần bề ngọc các lân thì phải ráng lập thân nuôi chi. Ta cho đó ít câu hữu hơi lý, vì tâm trần lập chí nhân đục trong đà to nguồn cơn. Lời ta khuyên đó như đàn bái nhà, mặc ai biếm nhẹ gần xa, lòng ta ta biết ai mà mặc ai. Đây khuyên đó đắng cay rắn chịu, mặt người trên bận biểu chẳng phê, muốn cho thân vượt khỏi lề cắm xào trì chí một bề lo tu. Kim ngọc nan tri tường đông hài, Phật ta phàm tục tất nan tri. Ẩn xác phàm phu dình thích đào, mặc tình thế sự chung khinh khi. Mấy kẻ tu mi tròn nhân đạo, hiền nhân thức tình kiến quyền di. Ngài thằng hiếu trung trang hiền thao, kim thời ba tánh gọi ngu si.
Nợ thế đời sống mong giai lão. Sầu mong mơ trong trần thế việc tu hành như ấy chờ đông mãn lo danh lời nào nồng chứ tu để già chơi hồng lợt phai mặt tình ai dèm pha tai tiếng sửa tâm lành như miếng hoa thơm đến chừng hoa nở nhụy đơm thì là trần thế mới hầm bẻ qua. Câu đạo lý thiệt tường thiệt y tận khuyên dương trần bớt giận đừng gây. Kìa kìa súng nổ trời Tây, đến năm thân giàu tay đầy sấm vang. Hung đầu với lũ dọc ngang, đến sao rời máu khắp tràn mới tu. Thấy đạo lý còn luôn chưa tỏ, dân gánh hiền ghét ngọ làm chi. Buồn đời xuống bút làm thi, thương dân chịu chữ cố lì dạy dân. Nào nào dân có ai biết ân, mạnh rồi tướng Phật giấy thần làm chi. Lời châu ngọc khuyên ai để dài nay gặp người quái lạ tỏ phân. Hãy mau khuya sớm chuyên cần đặng xem chư quốc non tần dành chiên. Nay nhằm lúc đêm khuya lặng lẽ nhắn ít lời cho kẻ đàn sang. Phật di tâm tánh thật thà, ông còn phân biệt chánh tà nửa thôi. Dương trần thương bạc như vôi, gặp cơn bác loạn mới hồi tâm hung. Lúc áo não cội thung loi, liệu gắn bền lòng bằng biểu gì ai. Thất sơn lộ vẻ đài lòng, chừng ni mới thấy nhiễm mi màu
của ta. Khuyên bổn đạo gần xa lôi chí lẻ nhiệm màu quyền bí nơi đây. Bây giờ nương bóng cờ Tây mượn phần xác thịt tỏa bài thiệt hơn. Thương sanh chúng đòi cơn gia ngọc ta quyết gìn chung tộc giang sơn. Ta khùng mà chẳng có cơn, cùng không có tánh giận hờn bá gia. Cười rồi khóc thiết tha liêu điều vợ xa chồng bận biểu thế lương. Chẳng cần trà quả nồng hương, miệng cho ba tánh biết đường chân tu. Nghe kể xám như ru dứt mộng, lo chê cười hầu hồng reo vang. Ý mình nhiều của giàu sang, phụ khinh tông tổ chẳng mang người xưa. Mặc ý ai ghét ưa ưa ghét, lấy tâm thần xem xét thế nào. Xâm gian thì lộ bàn vàng, chư nhu thế giới khắp tràn tới thi. Chữ thi gần chữ sâu bi, bị ham của bao ly kỳ máu rơi. Chừng đó mới trời ơi đất hỡi ơi, mang khổ hình vì bởi chẳng tu. Ham vui quyền quý dại ngu, chữ sáng danh vọng như mù đi đêm. Ta nào có nói thêm cho chúng quá yêu đời, viết túng ít câu. Ít câu mà ý nhiệm sâu, nghĩ suy cho càng mới hầu khôn ngoan. Đây sắp đến lầm than khắp chúng, việc tu hành đâu tốn tiền chi. Này này lời lẽ ráng ghi, sao đây sẽ thấy việc gì trên mây. Ta mắt lánh tà tay đa sự, làm điên khùng cũng tự lẽ ni. Ai là đang bực tu mi, thương đời ta mới làm thế khuyên đời.
còn ân nhân đời thời đưa đến, nên phải làm kẻ mến người khinh. Người hiền tâm trí thông minh, người hung cứ mãi chống kình với ta. Theo học cổ nôm na ít tiếng, làm nhiều điều sao xiến nhân tâm. Chữ vô tai học mắm thầm, ai là người trí ráng tầm cho ra. Để đến lúc phong ba biến chuyển, cành hồng trần tờ biển mênh mông, mới là sợ chết ước mong mà không ai cứu bời lòng ác gian. Tiếng đàn họ liếu cống sang, đêm khuya khuyên nhủ khắp tràng chúng sanh. Chốn Phật cầm văn tâm, kẻ tới ta ra đời nên mới đổi thay. Bởi vì lời lẽ thẳng ngay, cho nên chúng nó ghét bài phú thi. Thấy tăng chúng sầu bi và mồ kệ khuyên trần nước đổ la môn, khắp cùng làng xóm hương thôn, vì con quá thế nên tồn lại ngu. Giải đạo đức người tu rạng ly, mong cho người hữu chí làm theo. Không làm thì ắt mang eo, làm xong vượt khỏi qua đèo trong gai. Nam mô A Di Đà Phật.